Kênh Nhà Đất 927 xin kính chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một vị trí mới tại xã Châu Thành A, huyện Châu Thành A các anh chị. Miếng này hiện tại là mặt tiền 80 mét nha các anh chị. Từ đây qua đụng mấy cái cây mà xanh xanh bánh luôn không không mà không. 80 mét. Có nãy nói 300. Cái này là cho 300 thổ cư không? 300 thổ cư có nhà cấp 4. À. Nhà kiên cố. Rồi. Giờ rồi. Ở đất còn lại là cây lâu năm hết phải không anh Phong? Đất sạch. Dạ. Này lộ xe hơi thoải mái luôn. 3 mét rưỡi. Xéo xéo vô rồi. Vậy là bên trong bị tớp là anh? Tớp đất cò còn bao nhiêu anh? Không biết. Thì diện tích nó tổng diện tích là khoảng 506 đó. Tới đây quá. Đúng, thằng nắng á. Đây. Chắc nghe đầy quá. Mặt đèn là 80 mét đó, đâu rồi đó. Thấu về cầu Gạch Xum rồi. Còn cây số thấu nối liền với lộ Gạch Xum. Nè anh nói này lỡ thuộc Châu Thành A phải không anh? Châu Thành A. Thành Phú Châu Thành A. Thành Phú Châu Thành A. Về quốc lộ 61 xe khoảng 8 cây số. Gì cũng này cũng ngon. Này đâm thẳng ra lộ 61 luôn không? 61 xe cầu Gạch Xum ngay cầu Gạch Xum luôn. Lỗ gì không nè. Miếng này ngon lắm, có tiền đầu tư là lại có tiền 80 mét luôn mà. Nhà chợ bá luôn ha. Dạ. Nhà này bây giờ cắt 500 triệu cho đủ. Ủa mà phải không? Đúng rồi, ổng như bán với giá đó là buông đuôi luôn phải không anh Phong? Không thương lượng nữa. Vô xíu. Dạ. Hiện tại miếng này ở thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Cách xa lộ 61C 4 cây số nha các anh chị. Ở đây trên đất thì có 300 thổ cư và có một căn nhà cấp 4 ha. Đất trống. Còn một trồng một số cây ăn trái ha. Cây tạp thì trồng một số cây tạp. Ha. Từ mặt tiền lộ thì 40 m, 80 m vô sâu cỡ tầm 40. Tấp hậu các anh chị. Gần sau quay gần sau được. Đây thì nhìn vô tới chở mấy cây dừa sao, đây quay ra ha, đất sạch không màu mỡ gì hết nha chị. Đây quay ra nha các anh chị. Này giá cũng thương lượng, giá là 2.850.000.000 nha các anh chị. Rồi dậm ha. Mình đi ra mấy ngoài mình đọc lại vị trí đó nha. Đây là vị trí ấp Thành Phú, xã Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang. Trước đất thì có một con sông ha. Đây. Rồi. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả anh chị đã xem video. Anh chị nhớ bấm nút đăng ký và thông báo để những thông tin đắt mới nhất từ kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả các anh chị.